chỗ này nó gần đóng cửa rồi cho nên là mình đi lẹ lẹ. Cùng trải nghiệm cuộc sống ở Úc với mình nha. Chào mọi người. Nãy giờ mình ở nhà, mình quét dọn nhà cửa, lau nhà, rồi hút bụi lau nhà. Rồi bây giờ mình tắm cho mình, xong rồi bây giờ tụi mình sẽ đi trung tâm mua sắm gần nhà để mua mấy cái hộp, mấy cái thùng nhựa về để tụi mình sắp xếp lại tủ quần áo của tụi mình đó. Cũng chiều rồi đó, xong rồi sau đó tụi mình sẽ đi qua cái biển Flinders kia, mình sẽ cho mọi người xem sau ha. Thì tụi mình sẽ qua đó, định là qua chơi rồi sẵn bay con drone luôn á, tại vì bên đó nó cũng vắng người á mọi người. Mình đang trong siêu thị nè. Chỗ này nó gần đóng cửa rồi cho nên là mình đi lẹ lẹ. Kiếm mua mấy cái hộp giống vậy nè mọi người. Tụi mình đã mua được rồi. Anh Ly em đang cầm đó kìa. Tụi mình đã mua được hai cái hộp rồi đó mọi người. Hai cái thùng rồi đó. Khu vực này là khu vực sân vườn này kia nọ đó. Bây giờ vẫn còn giờ cho nên là tụi mình đi vòng vòng chơi. Anh Bi anh tìm được một cái trellis, một cái giống như cái vàng, cái vàng. Can I see the pictures? That's good. Một cái vàng để giống như là cho cái cây nó leo lên đó mọi người. Mà nó nhà hiệu mà nó rẻ nữa, có 10.000 à. Cho nên là tụi mình mua hai cái để về đóng lên hàng rào cho cái cây nó leo lên á. Ai nữa mình quay cho mọi người xem. Bây giờ mình đang ngồi đợi để mua bánh mì cây bắp nè mọi người. Hai đứa mình đi mua sắm hồi cái đói bụng quá à. Phải mua gì đó ăn để mà còn đi tiếp á mọi người. Nãy giờ tụi mình về nhà ăn rồi nghỉ ngơi chút xíu rồi bây giờ mới đi, thật sự mới đi ra biển nè mọi người. Tại vì á tụi mình đi mua mấy cái thùng về xong rồi tụi mình đói quá trời đói luôn. Cho nên là thôi về ăn trước đi, ăn cho nó khỏe khoắn rồi có sức rồi mình đi chơi. Thì bây giờ là tụi mình đi nè mọi người. Bây giờ là 7 giờ tối ha, mà trời còn sáng trưng vậy đó, mọi người thấy có đèn không? Hoàng hôn là khoảng 8:55, tức là 9 giờ, tức là khoảng cỡ còn 1:45 cho tới 2 tiếng nữa thì bắt thì hoàng hôn đó. Thì bởi vì anh Bi anh muốn fly, anh muốn bay cái con drone của ảnh á, cho nên là tụi mình cố gắng là đi tới cái bãi biển đó sớm sớm để tránh trời tối á, tại vì trời tối rồi thì mình không thấy đường mình bay á mọi người, với lại luật bên đây cũng cấm trời tối nữa đó, cho nên là tụi mình tranh thủ tới bãi biển đó sớm sớm rồi tụi mình quay, tụi mình bay drone này kia nọ rồi sẵn đến bãi biển đó ngắm hoàng hôn luôn đó. Thì định của tụi mình vậy đó, hy vọng là tụi mình đi đến đó kịp nha. Mọi người, anh Bi anh chở mình tới một cái chỗ gì đó mà nó đồng không nhà trống mọi người ơi. Cái khu này, cái công viên hay cái gì á, mọi người nhìn phía sau lưng mình nè. Phía sau lưng mình là biển nha, là biển đó mọi người. Đó, đó chỗ này không có một bóng người nữa, có toàn là cỏ không à. Đó, mọi người thấy không? Đó, chỗ này là fly cái con drone là hết sảy luôn á. Đẹp quá mọi người. Bây giờ tụi mình đi đây. How to do it? So you climb up by hand and then ring the bell? You make it. Yeah, but I didn't use hand only. I trapped you.
Hello. Hello, buddy. Oh, oh, oh. So happy. Got lost. Are you tired? Are you tired? Are you tired? Woo. Rocky, run after me. He follow you. Bây giờ tụi mình ngồi đây để bay cái con drone lên trời á mọi người. But almost did it. Hả? But almost did it. Giờ ngồi chơi thôi, chờ cái con drone nó anh chờ anh Bi anh lái con drone đi vòng vòng chơi. Cái khu này nó vắng queo luôn á mọi người. Đây mọi người coi ha, nó vắng queo nè, thấy không? Ừ, sau lưng mình nè, vắng queo à. Hả? Mình ngồi chơi thôi. Wow, so beautiful. Wow. Somewhere down there. There is no way you can be that teen. Oh, so cute. Mấy con drone nằm đâu nữa mọi người ơi. Không thấy nó đâu hết. Where? Right above. Can't see anything. Okay, I can see it now. Mời coi ha, nó đang súng nè. Con drone nó đang súng nè. Successful. One pack of battery gone. Giờ tụi mình về nè mọi người. Trời, mặt trời lặn rồi, hơi lạnh rồi mọi người. Mặt trời lặn nó trước mặt mình rồi, mình quay camera cho mọi người coi nha. Đó. Mặt trời giờ lặn rồi, tụi mình đi bộ về. Tụi mình đi vòng vòng khu này cái rồi đi về. Hello. Hơi lạnh đó mọi người, tại ở đây gần biển á. Cái này là chế độ low light, là ánh sáng yếu nè mọi người. Là nó chỉnh, cân chỉnh ánh sáng cho mình nè. Nhìn đẹp hơn đúng không? Để mình quay lại coi mặt mình nha. À, low light thì nhìn cũng được đúng không? Nhìn cũng đẹp đúng không? Lơ la là nhìn cũng đẹp đúng không mọi người? Nhìn sáng chân à. Nó chỉ có không có track gương mặt của mình thôi, nhưng mà nó vẫn là đẹp đúng không? Ổn đúng không? Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.